đập đột mà tự thôi nhà. Thôi đi 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 đi. Chồng phụ vị. Đi đi đi. Tắp bẹn, tắp bẹn. Bây giờ tiếp tục phần 6 nha cô chú anh chị. Ăn buffet xong bây giờ mọi người đi ra biển tắm nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn theo chân mình ra biển tắm biển nè. Và sau đó selfie những cái tấm ảnh để làm kỷ niệm nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi nè. Mời chị lấy điện thoại. Mời tắm biển đi. Trời ơi, muốn sửa rồi, muốn sửa rồi. Ta đang nhậu mà. Thôi, mẫu 23 vô. Vô. Đây tắm biển. Rồi. Ôi ôi đẹp quá à. Đẹp quá, đẹp quá ha. Gió kìa trời ơi. La lên ơi. Có những cái xích đu ở trên bãi biển á cô chú anh chị. À rất là đẹp luôn, chụp hình ngồi hóng mát rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn theo chân mình đi xuống biển nha.
đẹp quá. Nhiều lắm rồi. Em vừa quay vừa chụp luôn, nhóc luôn. Luôn quá đã luôn. Hả, dám tắm với hoa hậu đại dương à? Mập. 1, 2, 3. Cởi đó đi, đắp đi. À, tắm cát à, hoa hậu đại dương tắm cát nha. Có hai em chân dài tới nách tắm cát nha. Tắm cho hoa hậu chưa, hoa hậu đại dương? Vui quá rồi. Tắm cát cho hoa hậu đại dương à? Nước biển sáng là đẹp quá, hôm qua thấy dơ quá.
Đại Dương. Đi đâu phải? Nấu chút bắp cái đâu lạnh đó. Lạnh đâu mà lạnh. Lạnh. Từ nghỉ ngơi chút mình về. Chạy vô hồ bơi tắm đi. Vô hồ bơi tắm. Vô hồ bơi tắm đi. Lấy đôi giấy em coi. Lên hồ bơi đi, lên hồ bơi tắm. Giỡn mà Lan sợ luôn á. Vô hồ bơi đi, vô hồ bơi tắm hơi đi vậy. Bắt cái con, bắt cái con đâu rồi, giục đâu rồi, anh cái con hồi nãy đâu rồi. Đó ngay cái bọm đá đó, bị bọm đá đó đó. Qua nước cạn nên nó bự lắm. Lan vô hồ bơi tắm thôi Lan. Vô hồ bơi tắm hơi đi rồi mình quay hồ bơi nữa rồi hồi mình lên mình thay phòng ngồi cái góc hồ bơi nè, đó hồ bơi đẹp chết. Vô với em chụp hình rồi đi anh không sói rồi hả? À vô cả cát thôi, vô hồ bơi tắm lan đừng đi. Bây giờ mình đã tắm biển xong rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ bắt đầu mình lên cái hồ bơi nha. Lên hồ bơi tắm tí xíu nữa thì mình sẽ vô lại phòng nha. Ở đây người ta ngồi đây người ta hóng mát nè cô chú anh chị. Rất là tuyệt vời luôn ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau một hồi tắm biển, tắm hồ bơi xong thì bây giờ bắt đầu mình trở về phòng ha. Mình hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình tiếp tục phần 7 nhé. Bye bye.